Và bản tin cập nhật cũng cho biết cựu cảnh sát John Lee đã nổi lên như một ứng cử viên trong cuộc đua lãnh đạo Hồng Kông. Theo truyền thông địa phương, phó lãnh đạo của Hồng Kông và cũng là cựu cảnh sát John Lee được cho là quan tâm đến việc ứng cử công việc hàng đầu của thành phố. Điều này có thể chứng kiến việc Bắc Kinh ký hợp đồng với giới chức an ninh đầu tiên điều hành trung tâm tài chính toàn cầu. Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhà lãnh đạo đương nhiệm nổi tiếng, đã chứng kiến sự sụt giảm về độ ủng hộ bà đã cho biết hôm thứ Hai bà sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai với lý do cân nhắc chuyện gia đình. Chánh văn phòng John Lee là một cựu giám đốc an ninh của Hồng Kông và cũng là phó ủy viên cảnh sát, người được biết đến như một kẻ thân Anh trong thời kỳ thuộc địa của Anh. Trong những năm gần đây, ông đã mạnh tay trong việc ban hành chế độ an ninh khắc nghiệt hơn của Trung Quốc, với rất nhiều nhà nhân chủ bị bắt, bỏ tù hoặc bị buộc lưu vong, các nhóm xã hội dân sự buộc phải giải tán và các cơ sở truyền thông tự do bị cảnh sát đột kích và đóng cửa. Hồng Kông chọn một nhà lãnh đạo 5 năm một lần theo quy trình mà Bắc Kinh giám sát ở hậu trường.